Ok, rồi xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay nhóm nhận rất là nhiều, được rất là nhiều sự ủng hộ của mọi người. Em có thấy và trên Zoom của mình cũng có nhiều anh chị tham gia. Thì hôm nay thì anh Hiếu Đình quay trở lại với chúng ta với nguyên một buổi, một tiếng luôn. Và chủ đề ngày hôm nay anh Hiếu Đình sẽ nói là về Amazon FBA và chuẩn bị cho quý thứ tư Online Arbitrage cập nhật và cũng như là phần hỏi đáp cho mọi người. Thì bây giờ mình cũng khá nhiều người á, nếu mà mấy anh chị mà có câu hỏi nào á thì mình có thể unmute rồi mình trả lại, mình hỏi xong rồi hỏi xong thì mình mute lại để cho mọi người khác đừng có bị sao nhãng bởi tiếng ồn xung quanh, hoặc là nếu mà anh chị nào mà có ngại nói á thì cũng có thể type ở trong text box thì em sẽ đọc lên để cho mọi người cùng hiểu, mọi người cùng nghe và mọi và các anh chị ở đây cũng có thể trả lời được. Và sau đây em mời anh Hiếu Đình. Ok, cảm ơn An. Chào tất cả mọi người. Bữa nay á, thì mình là Hiếu Đình, mình là admin của Vietseller Support. Thì bữa nay cái chủ đề bữa nay á là nó liên quan tới Amazon FBA Online Arbitrage. Thì nếu mà các bạn nào mới mà chưa có nghe qua cái từ này á, cái từ Online Arbitrage á, thì có nghĩa là cơ bản của nó đó thì nó là mình mua đi bán lại những cái mặt hàng mà đã có thương hiệu, đã nổi tiếng rồi, mọi người đều biết rồi. Mua đi bán lại, nhưng mà mình mua đây là mình mua lẻ, mình bán lẻ lại trên Amazon, trên cái thị trường của Amazon, và mình bán qua vào cái mô hình là FBA, có nghĩa là mình lưu kho những cái hàng đó trên cái kho của Amazon, và khi có khách hàng order thì Amazon làm cái nhiệm vụ là pick, pack and ship, có nghĩa là lấy hàng xuống, đóng gói và gửi tới cho cái người khách hàng Prime Membership trong vòng từ 1 tới 2 ngày nếu mà cái thị trường Amazon này là ở Bắc Mỹ, ở Mỹ. Thì những cái bài trước thì mình đã chia sẻ rất là nhiều rồi, nhưng mà cái bài này á, thì nó chỉ là cái bài mà để mình cập nhật vào cái quý 4, để mà có những cái tips and tricks, những cái kỹ năng hay là những cái mẹo để mà mình có thể mình cải thiện cái mô hình kinh doanh này của mình vào cái quý thứ tư này ở trên Amazon. Ok, qua cái slide tiếp theo á, nếu mà mọi người lần đầu tiên vào Vietseller Support Channel á, thì mình giới thiệu sơ và mình một chút là mình đang sống và làm việc tại thành phố Anaheim, quận Cam ở tiểu bang California. Thì mình bắt đầu cái mô hình mà online arbitrage bán trên Amazon này á vào năm 2019. Cho các bạn nhìn thấy cái hình ở đây nè, đó cái hình đầu tiên là cái hình hồi đó mình bắt đầu là từ trong cái kho, cái garage của nhà mình với lại cái đội ngũ nhân viên tại gia thôi, để mà mình đóng gói hàng hóa rồi mình mua những cái hàng này là những cái hàng có thương hiệu rồi đó, là mình mua đi mình bán lại ở trên thị trường Amazon. Thì sau khoảng chừng hơn một năm hoạt động thì mình đã chuyển ra, không còn làm ở nhà nữa mà mình chuyển ra cái warehouse rộng 2.200 square feet cũng ở thành phố Anaheim luôn, nó gần nhà mình, và mình hoạt động ở đây được cho tới thời điểm này. Thì khi mà ra cái warehouse như vậy á, thì nó sẽ giúp mình rất rất là nhiều việc, mình tối ưu hóa những cái quy trình đóng gói, nhận hàng và gửi hàng lên trên Amazon. Thì mình có nhiều cái bài khác trong trong cái Vietseller Support Channel của mình cũng chia sẻ về cái cách thức đóng gói rồi nhận hàng rồi những cái kỹ năng để mà mình tối ưu hóa cái quy trình mà hoạt động của mình, thì các bạn có thể xem lại những cái video trước thì bạn có thể biết được nhiều hơn về về cái mô hình này, hoặc và cũng là về cái FBA, cái cách đóng gói vận hành sao. Thì hiện tại á là mình đang cái doanh thu năm nay á và của Amazon, cái những cái business của mình á, ở Mỹ á, thì nó nằm khoảng chừng là 7 triệu đô, và hiện tại mình đang quản lý và có nhiều cái doanh nghiệp bán hàng trên Amazon tại Mỹ. Thì hiện tại cái đội ngũ nhân viên vừa là toàn thời gian bán thời gian và đối tác của mình ở Mỹ và Việt Nam là trên dưới 25 người. Cái nhóm mình Vietseller Support đó thì cũng có một cái YouTube channel. Các bạn có thể lên YouTube và đánh vào cái chữ là Vietseller Support. Nó sẽ có rất là nhiều cái thông tin mà chủ yếu là về cái việc mà buôn bán trên Amazon. Thì cái cộng đồng của mình đó thì bắt đầu ngày xưa là cũng là những cái admin cũng đang sống và làm việc tại Mỹ, đột nhiên cái biết nhau thôi qua trên những cái diễn đàn thôi, rồi bắt đầu mình mới mở ra cái Vietseller Support và mình chia sẻ rất là nhiều về những cái kỹ năng mà bán hàng trên online. Mình có thể mình thấy là theo mình biết đó là có thể là cái nhóm Vietseller Support là cái nhóm mà duy nhất
tại thời điểm này là có hàng tuần là đều có những cái buổi Zoom để mà chia sẻ những cái kinh nghiệm và buôn bán hàng ở trên Amazon. Và từ nhiều cái admin trong nhóm, mỗi người đều có một cái kỹ năng riêng, và đôi khi là nhóm cũng có mời một số cái người là diễn giả mà guest speaker từ những cái nhóm khác qua để mà mình hỗ trợ, mình chia sẻ thêm nhiều cái kinh nghiệm, giống như là các bạn thấy ví dụ như đây thì có anh Benjamin Trần trong nhóm mình, anh cũng chia sẻ một cái bài về dropshipping trên eBay, rồi những cái gì mà liên quan tới bên cái phần mà buôn bán á, là mình đều nhóm mình đều có thỉnh thoảng là có người để mà mình mời vào để mà mình nói chuyện, mình chia sẻ thêm, thì càng có nhiều thông tin, càng có nhiều cái kiến thức mà đa chiều thì mình nghĩ là nó sẽ giúp được nhiều cho các bạn trong cái việc mà buôn bán, hoặc là các bạn lựa chọn ra những cái con đường mà các bạn có thể kinh doanh ở trên online. Giống như là mình nói đó, trong nhóm mình có ba admin, có anh Hiếu Nguyễn, còn mình đó là Hiếu Đình và có Bendy Châu, thì mỗi người có một cái kỹ năng riêng. Như các bạn thấy trong cái YouTube channel của mình nó có cái playlist mà An tạo ra, thì An tổng hợp những cái video lại, ví dụ như những cái bạn nào mà nghiên cứu mà làm về cái mảng mà private label á, có nghĩa là các bạn tạo dựng cái thương hiệu riêng cho mình, rồi mình bán cái hàng đó, mình tự sản xuất hoặc là mình tự xây dựng cái listing của mình, cái thương hiệu của mình trên Amazon, thì các bạn có thể xem những cái video của Bendy Châu đi rất là chi tiết về những cái cách mà chọn hàng hóa, đăng sản phẩm, chụp hình sản phẩm, và sau này mình nghĩ là sẽ còn có cái phần mà PPC chạy quảng cáo ở trong đó nữa, thì nó rất là nhiều cái thông tin hữu ích trong đó nếu mà các bạn đi theo cái hướng private label. Còn anh Hiếu Nguyễn thì anh cũng bán trên đa platform, anh bán trên Walmart, trên Amazon, trên eBay và trên nhiều cái sàn thương mại điện tử khác, mà anh cũng có kinh nghiệm rất là lâu năm, và anh chuyên bên FBM, Fulfillment by Merchant, có nghĩa là anh tự đóng gói, tự ship hàng, tự hoàn tất những cái đơn hàng đó cho khách. Còn mình á, thì mình chuyên bên cái giống như mình chia sẻ ban đầu á, là chuyên bên cái mảng là mua đi bán lại, có nghĩa là mình mua những cái hàng mình canh sale, mình săn sale những cái mặt hàng mà đã nổi tiếng rồi, có thương hiệu rồi, mà nhiều khách hàng trên Amazon đã biết tới rồi. Cái này không phải là thương hiệu của mình chỉ mua đi mình bán lại thôi. Mà mua đi bán lại có thể là mình mua lẻ, mình bán lẻ, mình canh sale, mình mua lẻ bán lẻ, hoặc là mình mua sỉ, mình mua wholesale để bán lại. Thì nó có rất là nhiều cái hình thức trong những cái mô hình mà mua đi bán lại này. Thì những cái bài trước của mình đó, mình cũng chia sẻ rất là nhiều về cái mô hình này và cái kỹ năng tìm hàng, kỹ năng làm sao để mà tiết kiệm hàng, từ cashback, từ đăng ký thẻ tín dụng, rồi những cái cách thức mà đóng gói hàng hóa, rồi những cái công cụ để mà mình chia sẻ để mà giúp các bạn trong cái công việc mà phân tích dữ liệu rồi tìm hàng để mà chọn cái lượng cái mặt hàng, thì các bạn có thể xem lại trong cái playlist này, nó cũng sẽ có rất là nhiều cái video hữu ích. Thì quay lại cái nội dung chính của cái buổi hôm nay á, mình sẽ nói về cái quý 4 và sau đó thì mình sẽ dành cái thời gian còn lại để mà mình trả lời những cái giải đáp những cái thắc mắc của mọi người. Thì quý 4 á, thì nếu mà các bạn bán hàng trên FBA á, thì các bạn sẽ nhận được một cái email của Amazon, người ta sẽ đưa ra là cái chính sách của Amazon về cái đổi trả hàng hóa. Ở trong cái quý 4 này nó khác những cái thời gian bình thường khác. Cái thời gian bình thường trong năm á, ví dụ như từ tháng 1 cho tới tháng 10 đi, thì cái hàng hóa mình bán trên Amazon FBA á, không phải là tất cả mặt hàng nó sẽ có trường hợp ngoại lệ, nhưng mà đa số mặt hàng đó là sau khi khách mua rồi được đổi trả hàng trong vòng 30 ngày. Nhưng mà riêng cái quý 4 á, là cái mùa mà shopping mà lớn nhất ở Mỹ á, thì cái chính sách mà đổi trả hàng này nó sẽ thay đổi một chút. Có nghĩa là nếu mà các bạn đọc cái thông tin trên đây nè, có nghĩa là cái hàng hóa nào mà khách mua từ ngày 1 tháng 10 cho tới ngày 31 tháng 12, mua trong cái khung thời gian này nè, từ tháng 1, tháng 11, tháng 12, thì khách hàng có quyền trả lại cái hàng đó trên Amazon cho tới cái hạn là ngày 31 tháng 1 đó, thì mua trong cái khung thời gian là 1 tháng 10 cho tới 31 tháng 12 thì có được phép cho tới ngày 31 tháng 1 để trả lại hàng. Thì các bạn nhìn theo cái thông tin này, các bạn thấy thật là Amazon rất là ưu ái cái người khách hàng của họ trong cái mùa lễ này. Có nghĩa là bình thường á, thì mua cho 30 ngày, nhưng mà bây giờ người ta cho cái thời gian rất là dài ra để mà mọi người có thể là thoải mái mua sắm, không có ngại cái chuyện mà mua hàng rồi không có trả được. Thì cái đó mình thấy nó cũng là một cái văn hóa ở Mỹ, nó cũng hay, có nghĩa là mình nó kích thích cái việc mà mua bán nó rất là nhiều. Thì mình cũng vậy, mình tới mùa mà lễ thì mình mua bán mình cũng nói chung là không có ngại tay á, thì mình lên mình cứ mua thôi, mình tự tin mình mua. Thì cái này nó cũng là cái hay để tăng cái lượng sale của mình, nhưng mà các bạn cũng phải để ý một chỗ là
Cho tới nếu mà các bạn tính toán không không kỹ á, thì có thể là mình nghĩ là mình bán được nhiều hàng, nhưng mà tới cái lúc mà qua tháng giữa cuối tháng 1 trở đây á, các bạn sẽ nhìn thấy được cái tiền của mình nó sẽ bị giảm đi một chút, là do khách hàng họ trả lại cái món hàng mà mua trong cái đợt mà ngày lễ, rồi có khi là những cái món hàng đó bắt đầu bạn sẽ nhận được cái hàng mà không có bán được nữa mà khách trả lại, rồi phải return, mà phải rút về kho của mình, thì nó có ảnh hưởng tới một phần tới cái việc mà các bạn cân đối cái tài chính, cái nguồn tiền của mình có cái nguồn tiền nó đủ để mà mình mua cái lô hàng tiếp theo không. Thì đó, thì đây là cái thông tin mà mình nghĩ là mọi người cũng cần phải nắm. Với lại mình, nếu mà các bạn chưa bán vào cái mùa mà quý 4 ở Amazon thì các bạn sẽ thấy nó hơi bị sốc, nhưng mà nếu mà đã bán qua rồi thì hàng nó bị return về, tại mình đã tính toán trong cái phần chi phí mình, nó là một cái phần mà mình biết được là trong cái việc kinh doanh của mình đó, mình muốn bán được nhiều thì Amazon nó phải có những cái chính sách như vậy, và bán được nhiều thì mình sẽ có cái lượng mà return nó nhiều, và đặc biệt nó sẽ nhiều hơn bình thường trong cái mùa lễ. Một cái tiếp theo nữa, tình hình đó, Amazon ở Mỹ đó, thì như các bạn thấy trong cái biểu đồ bên phải nè, thì hiện tại là cái COVID ở Mỹ đó, nó vẫn ở trong cái tình trạng là nó là một cái giống như là cái đợt sóng thứ hai vậy đó, nó cũng đang ở trên cái đỉnh chứ nó không phải là nó giảm rồi. Ở bên Việt Nam thì hình như là một ngày khoảng chừng 10 cho tới mười mấy ngàn ca, nhưng mà ở Mỹ á, một ngày nó tới khoảng chừng 200.000 ca chứ nó không phải là nó giảm, mặc dù Mỹ là chích vaccine nhiều hơn, nhưng mà mình thấy được cái tình hình đó là nó đang có chiều hướng là nó vẫn đang tăng chứ không giảm. Cho nên nếu mà cái COVID mà nó tăng như vậy trong cái quý 4 này á, thì cái online shopping đó, nó vẫn là cái ưu thế, nghĩa là người ta vẫn ngại cái việc mà ra đường hơn. Nếu mà có thể mua những cái mặt hàng ở trên online được thì người ta sẽ mua trên online, và như vậy á thì có nghĩa là cái sale trên online nó vẫn sẽ tăng chứ nó không có chững lại hoặc là nó giảm đi, mặc dù Mỹ nó đã mở cửa ra nhiều hơn bình thường rồi. Thì về cái quý 4 á, thì mọi người cũng để ý là nếu mà mình bán FBA á, thì cái kho của Amazon trong cái quý 4 lúc nào nó cũng sẽ bị quá tải hết. Cho nên nếu mà mình dự toán được á, mình gửi cái hàng FBA của mình lên Amazon càng sớm được càng tốt, thì nó sẽ mặt hàng của mình sẽ không có bị thiếu trong cái mùa quý 4 này. Còn nếu mà các bạn mà bán theo cái mô hình là merchant fulfillment á, có nghĩa là tự ship hàng đi á, nó cũng là một cái lợi thế ở trong cái mùa quý 4 này, tại vì khi mà cái kho Amazon nó bị đầy á, thì mình là cái người bán hàng mà merchant fulfill á, thì mình sẽ được cái lợi thế hơn, có nghĩa là mình chủ động cái hàng hóa, mình không có chờ cái hàng của mình hoặc là Amazon nó quá tải, nó không có check in hàng của mình được sớm, không có nhận hàng được mình được sớm, thì mình tự mình ship hàng nó cũng là một cái hay. Và nếu mà mình tự ship hàng á, mình sẽ không có bị cái restock limit, nó giới hạn cái số lượng unit mình có thể gửi vào kho. Và nếu mà các bạn bán theo cái mô hình mà merchant fulfill giống như anh Hiếu Nguyễn á, thì những cái supply như đây nè, mấy cái đồ để mà các bạn đóng gói hàng hóa, thì các bạn cũng cần phải chuẩn bị đầy đủ, tại vì tới khi đó mà nếu mà cái lượng order mình nhiều mà mình không có những cái supply này, hay là những cái supply này tới lúc đó mình mua á, nó cũng sẽ rất là mắc lên, mà có thể mình không có mua được thì mình không có đủ những cái dụng cụ để mà mình có thể mình đóng hàng cho khách. Thì như đó, như cái hình ở bên đây các bạn thấy không, đó có một số cái trường hợp là khi mà tới cái mùa lễ, những cái người mà seller mà bán theo cái hình thức là FBA nè, Fulfillment by Amazon nè, người ta sẽ bị cái tình trạng là bị bad order hoặc là out of stock, có nghĩa là cái listing của người ta mặc dù là bán FBA có thể là được cái ưu tiên cái buy box nhiều hơn, nhưng mà trong những cái trường hợp mà như trong hình này nè, thì cái người mà có cái hàng FBA lại mất cái ưu thế hơn so với là những cái người mà bán hàng theo cái hình thức là FBM, tại vì FBM người ta chủ động về cái việc mà gửi hàng, ship hàng đi. Cho nên đây cũng là một cái mà ví dụ như các bạn thấy được cái món hàng đó các bạn canh, ví dụ như gần tới cái ngày lễ rồi, gần tới cái lễ mà ở Mỹ rồi, nhưng mà các bạn cảm thấy là mình gửi hàng lên trên Amazon FBA nó sẽ không kịp nữa, thì các bạn có thể giữ là những cái hàng đó ở lại trên kho của mình ở Mỹ, và nếu mà có cái lượng order các bạn cứ list hàng lên theo cái hình thức là FBM rồi các bạn bán. Thì cái đó cũng là một cái chiến lược hay mà mình thấy là có nhiều cái người seller bán theo cái hình thức là mua đi bán lại đó, mà săn được cái nguồn hàng mà trong cái thời điểm mà cận cái ngày lễ, thì người ta cũng làm theo cái hình thức này, là thay vì bán FBA thì bán theo cái hình thức là FBM. Một cái điểm mà lưu ý nữa trong cái quý 4 á, là cái phí mà để mà lưu trữ trên kho Amazon nó sẽ tăng lên rất là nhiều so với lại cái thời điểm bình thường. Thì như các bạn thấy bên cái bảng bên phải này nè, từ tháng 1 cho tới tháng 9,
phần trên này á, non dangerous good products á, là những cái hàng mà thuộc dạng hazmat, còn cái hàng mà thuộc dạng không phải là hazmat, còn cái hàng mà dangerous good products á, là cái hàng thuộc dạng hazmat nè, là những cái hàng mà nguy hiểm và độc hại, cần phải đóng gói bảo quản rồi gửi lên kho theo một cái quy định riêng của Amazon đó, là cái phần ở dưới này. Nhưng mà cơ bản là cái hàng nào cũng vậy, vào cái tháng từ tháng 1 cho tới tháng 9, cái tiền phí lưu kho của Amazon đó, ví dụ như cái hàng này đi, nó chỉ là 0.75 đô thôi, nhưng mà từ cái thời điểm mà từ tháng 10 cho tới tháng 12, các bạn thấy không, là 2.4 đô trên một cubic foot. Ở Mỹ người ta dùng theo cái đơn vị là feet, chứ không phải là giống như là mét ở bên Việt Nam. Ví dụ Việt Nam dùng là mét khối đi, thì cái này nó gọi là foot khối hả, hay là sao đó, nhưng mà nói chung là khối. Và cái 2.4 này á, các bạn thấy nó tăng lên gấp 3 lần so với cái 0.75 không? Có nghĩa là cái phí mà lưu kho trên Amazon nó tăng gấp 3 lần. Nếu mà mình quản lý cái hàng hóa của mình mà nó cái dòng cái việc mà lưu thông cái hàng hóa của mình mà nó không ổn á, thì tới cái thời điểm này mình sẽ chịu gấp 3 lần cái tiền phí lưu kho. Ví dụ như cái tài khoản của một trong những cái tài khoản của bên Hiếu Đình đi, hàng tháng mình mất khoảng chừng 700 đô tiền lưu kho trên Amazon. Nếu mà mình không có quản lý cái đó tốt á, thì hàng mình bị tồn, hàng cũ bị tồn, hàng mới mà đưa lên rồi bị tồn á, thì mình phải mất từ 2.000 cho tới 2.500 đô cái tiền phí lưu kho trên Amazon. Thì mình muốn cái hàng mà mình nó đi càng nhanh càng tốt, để mà giảm cái phí lưu kho, tiền mình nó nhảy nhanh hơn, đổi nhanh hơn, thì mình lấy được cái vốn nó về để mà mình kinh doanh tiếp. Thì cái cách để mà quản lý cái phần đó thì các bạn có thể xem qua những cái report trên Amazon. Nó có những cái report dạng như là inventory age report, là cái tuổi của cái inventory của mình ở trên đó, hàng hóa mình trên đó. Tải cái report này về, nó sẽ chia ra cho mình theo cái cột, ví dụ như là hàng mình, cái hàng nào, cái ASIN nào, cái hàng nào đang tồn kho trên Amazon trong cái thời điểm là từ 0 tới 90 ngày, nó có cái danh sách đó, còn số lượng bao nhiêu. Cái hàng mà tồn kho trên Amazon từ 90 ngày cho tới 180 ngày, nó có cái danh sách đó, và mình biết được những cái ASIN nào, những cái hàng nào. Tại vì nếu mà các bạn bán theo cái mô hình private label, các bạn có thể có ít cái ASIN, ít cái SKU. Nhưng mà các bạn nào mà bán được theo cái mô hình mà mua đi bán lại á, thì thường sẽ có rất là nhiều cái mặt hàng trên đó. Thì mình phải quản lý hết tất cả những mặt hàng trên đó. Ví dụ như của mình có tới vài ngàn cái mặt hàng, thì mình phải quản lý hết cái danh sách đó bằng cách là mình tải cái report về, mình coi cái độ tuổi của cái hàng mình trên đó như thế nào. Nhiều khi cái hàng mình cái độ tuổi mà ví dụ như nó trên 3 tháng đi, mình thấy cần thiết phải bán lỗ, cắt lỗ, mình lấy lại cái tiền vốn về, là thứ nhất giảm cái phí lưu kho trong cái mùa holiday, là cái thứ hai. Thì mình có cái danh sách như vậy, mình sẽ biết được là mình nên bán những cái mặt hàng nào, hạ giá những mặt hàng nào. Ngoài ra một cái phần nữa là cái unfulfillable inventory nè, là cái hàng mà nó bị cái vấn đề gì đó trên kho Amazon mà không có thể bán được nữa. Ví dụ như là khách hàng trả lại cho Amazon, hay là cái hàng đó trong cái lúc vận chuyển Amazon nó bị hư, thì nó nằm ở trong cái tình trạng là không thể bán được. Nhưng mà cái hàng mà không thể bán được, Amazon sẽ cho mình cái danh sách những cái hàng đó. Nếu mà cái danh sách đó nó nhiều mà mình không có rút về, hoặc là mình không có hủy hàng ở đây, thì nó sẽ nằm trong đó, nó ảnh hưởng tới cái tài khoản của mình, và nó tăng cái tiền, cái phí lưu kho của mình. Cho nên các bạn cũng phải để ý cái phần này. Vào trong cái Seller Central, trong cái phần Manage Inventory, nó sẽ có cái phần là Unfulfillable Inventory đó. Thì mình vào trong đó, Amazon sẽ cho mình một số cái option, và cái lý do cái hàng đó nó bị sao, thì mình phải quyết định là mình, một là mình trả tiền cho Amazon như là 0.35 đô để mà hủy cái hàng đó. Còn không á, mình yêu cầu Amazon là gửi cái hàng đó về nhà mình hay là kho của mình, thì mình trả 0.5 đô cho một cái unit, thì Amazon sẽ trả về. Thì mình có một cái bước làm như vậy, mình sẽ giảm được cái phí lưu kho trên Amazon. Thì ngoài ra nữa, thì một cái con số khác, mà là một cái chỉ số khác mình có thể coi nữa là Inventory Performance Index IPI nè. Thì cái này nó cũng sẽ chia nhỏ ra từng cái phần nhỏ. Thì cái này mà trong những cái bài trước mình cũng chia sẻ rồi, nhưng mà đây là con số mà mình cũng theo dõi thường xuyên để mà mình đảm bảo được là cái việc mà hàng hóa của mình trên kho Amazon đó nó được tối ưu nhất, không có bị kẹt hàng, hàng mình restock, mình replenish nó đầy đủ, thì nó sẽ cải thiện cái chỉ số này. Cái chỉ số này mà tốt á, thì Amazon sẽ cho mình cái restock limit, cái giới hạn mà cái kho của mình trên Amazon đó, nó cao lên, thì mình có thể gửi hàng vô nhiều để mà mình bán trong cái mùa lễ. Thì cái đó là riêng về cái phần mà chi phí mà về kho bãi trên Amazon, nếu mà các bạn bán theo hình thức là FBA.
cái phần ở dưới mà mình thấy nó cũng mới xuất hiện trong cái thời gian gần đây á, nó là business insurance, là cái bảo hiểm mà cho cái hàng hóa, rồi mà mình thấy nhiều trên nhiều cái nhóm á, mọi người cũng cũng thấy cái vấn đề này nó xảy ra nhiều. Thì đối với những công ty ở Mỹ á, thì nó đơn giản, ví dụ như của mình ở Mỹ đi, mình chỉ đăng ký với lại một số cái hãng bảo hiểm ở Mỹ để mình mua cái bảo hiểm này. Như cái trường hợp của mình á, là mình có cái bảo hiểm của cái hãng là State Farm nè, mình mua cái bảo hiểm này hàng năm, gia hạn hàng năm. Đó, các bạn thấy không? Bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 cho tới 15 tháng 6 2022, thì khi mà hết hạn rồi á, là thường là trước khi hết hạn là người ta sẽ gửi cái tờ giấy về cho mình để mà gia hạn cái bảo hiểm này. Rồi gia hạn xong á thì nó được thêm 1 năm nữa. Và mình trả khoảng chừng 1.000 cái này mình trả khoảng chừng 1.600 đô một năm á. Người ta dựa vào những cái yếu tố như là cái doanh thu của mình, rồi những cái mặt hàng mình bán là mặt hàng gì, rồi kho mình có lớn hay không. Đó, thì cơ bản là những cái thông tin như vậy để mà định giá cái bảo hiểm cho mình. Nếu mà các bạn những cái tài khoản mới mà mình thấy những cái diễn đàn khác người ta nói là có thể qua cái công ty là The Hartford, thì mình có thể mua cái bảo hiểm này, nó cũng rẻ thôi, vài trăm đô một năm, khoảng 500-600 đô một năm. Nếu mà các bạn là cái tài khoản mà cũng bán ít, rồi có cái doanh thu nó ít, cái số lượng mặt hàng nó ít, mà các bạn tài khoản ở Mỹ á, thì mua qua công ty này. Còn các bạn ở bên Việt Nam á, thì mình thấy là có một cái group cũng đăng lên một cái đường link đi tới cái những cái service partner của Amazon ở Việt Nam, là những cái đối tác mà bán bảo hiểm ở bên Việt Nam á, thì mình thấy là trong đó có là AIG nè, QBE. Thì những bạn mà liên hệ với những công ty này Việt Nam rồi thì báo lại là nó cũng mắc tiền á, thì 2.000 mấy 3.000 đô một năm. Còn các bạn có mua từ công ty này không á, thì mình cũng không biết, cho nên nếu mà các bạn nào mà ở Việt Nam thì có thể đã có kinh nghiệm về cái này rồi thì có thể chia sẻ thêm để mà hỗ trợ mọi người trong cái phần này. Ngoài cái State Farm với lại cái công ty The Hartford này nè, thì cái bảo hiểm này ở Mỹ cũng rất là nhiều công ty bán. Nếu mà các bạn mà có bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà thì các bạn cứ gọi điện lên những công ty đó. Ví dụ như có nhiều người dùng Progressive hay là bên mấy cái hãng bảo hiểm khác mà cũng nổi tiếng Mỹ á, thì nhiều khi người ta bán người ta có bảo hiểm xe cho mình, bảo hiểm nhà cho mình mua thêm bảo hiểm general liability cho trong công ty á, thì nó có thể nó bundle lại, nó có thể nó cho mình cái giá nó rẻ hơn, thì các bạn có thể làm qua cái hình thức đó cũng được. Tại vì rất là nhiều công ty bán cái dạng bảo hiểm này. Cái phần tiếp theo á là những cái mặt hàng mà có thể mình bán mà nó gọi là theo mùa ở trong cái quý 4 nè, thì bây giờ có thể là nó trễ cho cái tháng 10 rồi, tại vì tháng 10 là Halloween, rồi bánh kẹo, rồi những cái đồ mà về Halloween này. Thì thường là mình gửi cái hàng này lên là vào tháng 8, tháng 9, còn bây giờ mình gửi lên thì có thể là nó sẽ trễ cho cái dịp này. Còn nếu mà các bạn vẫn có thể tìm được mặt hàng này để bán trên Amazon đó, thì có thể bán theo cái hình thức là FBM cũng được. Chứ bây giờ gửi lên kho Amazon thì nó check in mất khoảng chừng 3 tuần, 4 tuần là không cách nào làm kịp hết đó. Còn tháng 11 thì chỉ có những cái ngày lễ như Thanksgiving, Christmas thì bán những cái đồ trang trí, rồi những cái đồ chơi, rồi đồ điện tử, rồi quần áo. Còn mà khi mà qua tháng 12 rồi đó là coi như loạn, coi như là cái gì cũng bán được hết. Tới lúc đó là mình thấy là cái gì ở trên đó là không có hàng để bán luôn, cái gì nó cũng đi nhanh hết đó. Cho nên nó là everything, cho nên các bạn cứ gửi hàng lên là sẽ bán được, không có cái ngách nào hay là cái hàng nào mình thấy nó cũng đi nhanh hết. Tại vì giống như người ta có cái tâm lý là cứ mua hàng xong cái nó hiện lên cái gì giới thiệu cái mặt hàng đó, cứ sẵn tay cái mua luôn. Nhiều khi mình ăn ké, ví dụ như những cái hàng khác nó bán cái mình, cái hàng của mình không có ăn liên quan gì hết, nhưng mà tự nhiên cái nó đâu nó dính vô mình không biết nữa, thì người ta cũng mua, như mua cái chảo, cái mua thêm con dao vậy đó. Nhưng mà mình thấy là cái mùa này á, sale nó tăng lên kinh khủng lắm, năm nào cũng vậy hết. Thì cái đó là những cái chia sẻ của mình trong cái buổi hôm nay thôi, nó chủ yếu là về cái quý 4. Thì ngoài cái việc seller support đó, thì mình còn có một cái trang Facebook, cái page của mình. Thì ở đây cái page của mình đó, mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái hành trình mà làm FBA của mình. Tại vì như mình chia sẻ là bán Amazon nó có rất là nhiều cái hình thức, thì một số bạn á, thì theo cái mô hình là mua đi bán lại, thì mua đi bán lại nó khác, cái private label nó cũng có nhiều cái nó khác, mình cũng có nhiều cái nó giống, nhưng mà riêng cái mua đi bán lại á, mình không có cần phải xây dựng thương hiệu, mình không có cần phải đầu tư nhiều bên cái phần mà product research, rồi hình ảnh, rồi mình không có phải chạy quảng cáo nhiều, không có chạy PPC luôn, chạy nhưng mà rất ít,
Thì nó cũng có nhiều cái nó giống rồi, cũng có nhiều cái nó khác, thì cũng có nhiều anh em chọn theo cái hướng là mua đi bán lại. Thì thỉnh thoảng trên cái page của mình á, giống như bạn các bạn thấy không, mấy cái sale này nè, mấy cái đây á, là cũng một vài bạn theo trong group của mình rồi cũng tham khảo thêm rồi cũng làm theo cái mô hình này, thì bắt đầu bán thì cũng cái số lượng doanh thu nó cũng ít thôi, nhưng mà các bạn được cái hay là các bạn theo dõi những cái buổi mà training, rồi các bạn tạo tài khoản, hoặc các bạn mua hàng rồi bán lại ngay cả thị trường Mỹ, ở bên Canada cũng có bán, một số bạn mình thấy ở bên Việt Nam cũng có tài khoản rồi cũng bắt đầu bán theo cái hình thức này. Thì các bạn tham gia rồi nhắn tin rồi hỏi mình rồi chia sẻ những cái kinh nghiệm, rồi mình cũng có những cái buổi mình chia sẻ riêng mà mình nói riêng về những cái chủ đề này thôi. Thì nếu mà các bạn có theo dõi thêm á, thì mà các bạn hứng thú bên cái mảng này á, thì có thể là theo dõi cái page của mình, rồi có nhiều khi mình cập nhật những cái thông tin, nó cũng có thể nó sẽ hữu ích cho các bạn, và nó cũng có một cái cộng đồng, một số nhóm người có thể là seller là theo cái hình thức này, và mình cùng chia sẻ những kinh nghiệm với nhau. Thì nó cũng có những cái buổi Zoom mà mình tạo ra, thì mọi người trên nó chia sẻ nó cũng rất là sôi nổi. Thì cái này là mình giới thiệu thêm thôi. Tới đây thì cũng là hết cái buổi hôm nay, thì mình nếu mà các bạn có thắc mắc hay là có câu hỏi gì cho mình thì có thể hỏi ở đây. Không biết là có anh Hiếu Nguyễn nè, nhưng mà không 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 thấy Bendy Châu, nhưng mà nếu mà các bạn có những câu hỏi nào khác mà mình không trả lời được thì cũng có nhiều bạn khác có thể trả lời được, thì cũng thì mọi người sẽ hỗ trợ nhau thôi. Hình như là có một anh chị nào gửi inbox thẳng cho anh á. Anh thử chat, check cái chat xem là có Ở anh chị trên nào gửi. trên Zoom á hai. Dạ, trên Zoom. Có một bạn thì nói là cái này gửi cho everyone, cái hai công ty kia thì được báo giá tầm khoảng 3.000 đô trở lên nè. Thì mình không biết là tại sao mà cái bảo hiểm này ở Mỹ thì nó lại rẻ, mà ở bên Việt Nam những cái công ty đó báo giá mắc như vậy thì mình cũng không có rõ nữa. Nhưng mà nếu mà báo giá mắc như vậy thì họ dựa họ khi mà họ anh có thể chia sẻ thêm là bạn có thể chia sẻ thêm là khi mà họ báo giá 3.000 đô, họ dựa vào những cái thông tin nào, ví dụ như là họ dựa vào cái doanh thu của bạn, có dựa vào những cái mặt hàng của bạn không, hay là cứ 3.000 đô là mình nghe con số 3.000 đô là con số chung chung không, mà tại vì ví dụ như bạn bán cái mặt hàng mà về home and kitchen đi, nhiều khi nó không có ảnh hưởng gì, nó không có khó để mà nó gây cái thiệt hại cho cái người tiêu dùng. Là những cái mặt hàng mà đồ nhựa hay là mấy cái đồ chơi nhỏ nhỏ, hay nói chung là mấy cái đồ trang trí đi, nó cũng không có ảnh hưởng gì, thì cái bảo hiểm nó sẽ khác cái bảo hiểm đối với những cái hàng mà có thể là gây độc hại, cháy nổ nè, những cái mặt hàng mà về thực phẩm chức năng hay là đồ ăn, mình nghĩ những cái đó nó rủi ro nó cao hơn, thì nó phải có cái tiêu chuẩn hay là cái gì để mà đánh giá, chứ không thể đưa con số chung chung là 3.000 được. Thì bạn có thể chia sẻ hơn là những cái công ty ở Việt Nam á, khi mà bạn đến bạn nói chuyện á, người ta sẽ nói cho bạn biết là họ cần những cái thông tin nào từ bạn để mà họ đưa ra cái con số đó. Đó, thì cái đó là cái mà mình thắc mắc đó. Còn An ơi, anh không có thấy cái câu hỏi kia nha em. Vậy chắc là không phải hỏi rồi đó. Nãy có thấy notification ở trên máy anh mà không biết giờ đâu rồi. Hồi nãy mới vừa có một cái nháy lên, một cái notification nháy lên ở trên máy anh á. Trên Zoom hay Em không rõ, có thể là trên Facebook. Nếu mà Zoom không có thì có thể là trên Facebook. anh coi mà không thấy luôn. Anh chị nào mà đang đang muốn hỏi anh Hiếu Định á, thì một là gửi trên box của Zoom cho cả nhóm cùng thấy, hai là có thể là comment ở trên Facebook đang livestream của nhóm để cho mọi người cùng thấy. Rồi, nếu mà anh chị nào có câu hỏi thì cứ unmute xong rồi hỏi anh Hiếu. Cơ hội hiếm có.
nhiều khi các bạn cũng ngại chứ chúng mình thấy mấy lần trước giống như anh Zoom những cái bạn mà cùng chủ đề mấy bạn hỏi 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 quá trời luôn á. Ủa anh vậy thôi em hỏi một câu nha. Thí dụ bây giờ mà mới bán đi, mới bắt đầu bán đi thì có nên nhảy vô quý tư này bán luôn không, hay là đợi sau quý tư bán thì hợp lý hơn anh? À, anh thấy cái, đây là cơ hội tốt để mà mình nhảy vô mình bán chung luôn, tại vì cái lúc này là cái lúc mà mình bán dễ nhất mà. Ví dụ như những tài khoản mới đi, nếu mà làm cái mô hình private label á, thì có thể là nó khác, nhưng mà nếu mà theo cái mô hình mà mua đi bán lại nè, thì cái mà mình cần á là ban đầu á mình cần á là mình có cái lịch sử mà bán hàng, tại vì có cái lịch sử bán hàng rồi á nó sẽ giúp được rất là nhiều thứ, nghĩa là mình tạo cái độ tin tưởng của mình cho Amazon rồi. Khi mà có cái độ tin tưởng mà có cái tuổi mà bán hàng rồi á thì mình sẽ dễ dàng để mình engage nhiều cái category, những cái người bán hàng mới chưa có được bán về đồ ăn nè, về hàng pet nè, về mỹ phẩm nè, đó những cái hàng đó mình chưa được bán. Nhưng mà nếu mà mình có cái lịch sử sale á mà tốt á, mà nó thường xuyên á trong một vài tháng á, thì mình sẽ được mở ra những cái đó. Mà nếu mà những cái mùa bình thường á thì rất là khó để mà đạt được những cái sale đó, nhưng mà cái mùa mà holiday này nè là cái mùa mà dễ nhất cho các bạn, mặc dù là có sự cạnh tranh nhiều nhưng mà nó là ai cũng bán được, thì nó sẽ giúp được cho cái phần đó, mình thấy vậy. Vậy thì thường thường là ở lịch sử bán hàng đó là họ tính nó họ có tính theo dạng như là cái policy của Amazon đó là họ tính theo 3 tháng, họ tính theo 2 tháng, hay là cái số tháng đó nó sẽ thay đổi theo từng thời kỳ anh? Amazon người ta không có một cái guideline rõ ràng lại cho mình, nhưng mà chỉ có là mình bán thường xuyên, mình bán một thời gian á, mình rút ra cái kinh nghiệm thôi. Có nghĩa là mình thấy được tùy cái thời điểm, ví dụ như cái thời điểm mà hồi anh ngày xưa bán 2019 á, anh bán 3 cho tới 4 tháng đầu, cái sale nó đều hàng tháng, nó tăng lên, ví dụ như tháng đầu 5.000, tháng sau tăng lên là 6-7.000, tháng sau tăng lên nữa là 10.000, mười mấy ngàn á, nó đều như vậy á. Thì 3 cho tới 4 tháng cái là người ta mở cho mình bán cái đồ ăn cho người. Rồi sau đó là 5 cho tới 6 tháng người ta mở cho mình bán cái hàng mà đồ ăn cho pet, cho thú, cho thú cưng á. Rồi sau đó 8 9 tháng người ta mở ra cho bán cho mình cái hàng mỹ phẩm. Nhưng mà những cái người mà seller sau này đi, ví dụ như bắt đầu từ năm 2020 thì cái việc mà người ta cũng bán y chang như vậy thôi, nhưng mà cái thời gian nó sẽ mất lâu hơn để mà cũng mất lâu hơn một cái ngách như vậy, mất khoảng thêm 2 3 tháng nữa thì Amazon nó mới mở ra. Thì có thể là cái đó là cái policy của Amazon, nó thay đổi theo thời gian thì cái đó anh không biết, nhưng mà càng ngày có vẻ như nó càng khó hơn để mà mở, chứ nó không có dễ hơn. Vậy là nếu tốt nhất thì bây giờ mọi người cứ mở account xong rồi lợi dụng cái thời điểm quý tư này thì mọi người cứ bán được bao nhiêu thì bán, rồi xong rồi chờ cho Amazon mở các gate khác. Đúng rồi. Em không biết Cho là nên có lúc thời điểm mà ngày xưa lúc mà Vietseller Support mới mở hồi tháng 3, anh nói là cái thời điểm đó là thời điểm mà tốt nhất á để mà bắt đầu mình bán, tại vì từ tháng 3 cho tới tháng 9 bây giờ á, là nếu mà ngày xưa bán á là đã mình có thể 6 tháng rồi, thì tới thời điểm bây giờ nè là mình cái tài khoản mình có thể là đã được mở thêm một số cái category ngon để mà mình có thể short thêm mình bán trong cái mùa này. Nhưng mà lúc nào cũng vậy, thì mình bây giờ mình bắt đầu cũng vậy, thì mình bắt đầu mình xây dựng cho cái năm sau thôi, nhưng mà nó mình càng mình bắt đầu sớm được thì nó càng tốt. Ok, em nói đi. Dạ không, không có nói gì hết á. Chỉ là hỏi hỏi các anh chị mà đã có bán hàng ở trên Amazon, em thấy có anh bị trần nè. Không biết là anh bị trần có muốn chia sẻ gì thêm về quý tư này không? Hiếu Nguyễn em cũng có kinh nghiệm nào? Mình cũng có câu hỏi cho Hiếu Đình đó là nếu như theo kinh nghiệm của Hiếu Đình đó là ví dụ như cái khi mà mình bán theo cái hình thức FBA là mình phải thứ nhất là mình cạnh tranh với những FBA khác đúng không, những seller FBA khác, và cái mình sẽ cạnh tranh với ông chủ của mình đó là Amazon đúng không. Đó thì có những cái listing Amazon nó bán luôn trong những cái listing đó, thì theo kinh nghiệm của Hiếu Định thì những cái sản phẩm mà Hiếu Định list lên FBA á thì những sản phẩm đó nó có mặt của Amazon không, hay là chỉ thường là mình list những sản phẩm với những cạnh tranh với những FBA cùng 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 FBA với mình thôi. Cái Thường á là mình không có muốn cạnh tranh với lại Amazon, tại vì thường mình cạnh tranh với Amazon đó,
Amazon nó có một cái là mình cạnh tranh với nhiều cái người bán hàng khác, bán chung một cái listing thì mình chia sẻ cái nút buy box với người ta, nó thay đổi, nó rotate, nó thay đổi hàng trong ngày. Một người có thể là dù như có ba người đi, thì nó tùy theo cái nhiều cái yếu tố mà mình đã bàn trong cái bài trước đó, thì nó sẽ thay đổi. Ví dụ như có người là cái người seller là nắm 50% cái buy box, cái thời gian giữ cái buy box, cái hai cái người còn lại là có người nắm 30%, có người nắm 20%. Nhưng mà nếu mà mình bán cái listing đó mà có 5 người đi, mà trong đó là có Amazon trong đó, thì Amazon sẽ giữ cái nút buy box đó coi như là trên 95% thời gian. Cho nên mình thường là mình không có muốn bán chung với Amazon. Thì muốn biết làm sao mà có Amazon hay không, hay là Amazon là nó có sẽ nhảy cái tỷ lệ, cái khả năng mà Amazon có nhảy vào mà bán cái listing đó hay không, thì mình dùng cái công cụ lúc trước mình chia sẻ là dùng cái công cụ Keepa. Tại vì Keepa là nó có cái lịch sử cái mặt hàng đó, nó có cho mình thấy được cái buy box, rồi cho mình thấy được cái Amazon, lịch sử Amazon bán hàng, tất cả mọi thứ đó. Thì mình có những cái thông tin trong cái Keepa, mình có thể biết được là mình có nên bán cái mặt hàng đó không. Tại vì ví dụ như kinh nghiệm của mình đi, mình thấy mà nếu mà Keepa mà có bán trên 50, báo là trên 50% thời gian cái listing đó có Amazon bán, thì mình sẽ không có nhảy vào mình bán cái chung với lại cái trên cái listing đó. Nghe cũng hợp lý á. Thì cái đó có trả lời được cái câu hỏi của anh Hiếu Nguyễn chưa? Ok, thank you. Hiếu, em có câu hỏi á, là khi mà trong tất cả những cái sản phẩm anh Hiếu bán như vậy á, thì trong cái quarter 4 này á, anh Hiếu có tập trung vào những cái sản phẩm mà chuyên về cho giống như là gift, hay là anh Hiếu những cái sản phẩm khác mà bình thường anh Hiếu bán á, anh Hiếu cũng bán số lượng giống như vậy không, hay là nó tăng lên, hay là anh Hiếu chỉ tập trung vào là những cái sản phẩm dành cho holiday thôi? Mình vẫn bán những cái mặt hàng mà bán quanh năm, thì mình vẫn bán trong cái mùa này, mình không có ngừng cái mặt hàng đó, mình còn tăng cái số lượng lên nữa, thì mình biết được cái nhu cầu nó còn tăng cao lên. Nhưng mà ngoài cái những cái mặt hàng đó đó, thì mình khi mà mình tìm hàng á, mình source hàng á, thì mình tìm thêm những cái mặt hàng giống như hồi nãy mình nói á, là cái seasonal á, thì mình có tìm thêm những cái mặt hàng đó. Tại vì những cái mặt hàng đó là những cái mặt hàng mà mình có thể mình ăn nóng, mình kiếm được nhiều tiền á, thì mình sẽ tìm thêm những cái mặt hàng đó. Và cách mà mình kiếm á, thì mình giống như bên đây mình nói là cái November với December nó có những cái mặt hàng kiểu này, hoặc là có thêm cái gift giống như là Vidam nói vậy đó, hoặc là mình có thể lên trên Google mình search thêm những cái từ khóa như là popular gift set 2021 holiday đi đó, thì mình sẽ đọc những cái bài báo đó, là mình coi những mặt hàng nào mà đang được chuộng trong cái mùa này, thì mình đi săn thêm những cái mặt hàng đó mình bán. Nhưng mà để trả lời câu hỏi của Vidam là đó, mình bán cả hai thứ luôn. Những cái mặt hàng quanh năm và cả mặt hàng theo mùa luôn. Cảm ơn anh Hiếu. Dạ rồi, có một anh chị hỏi là tài khoản mới thì bán các ngách nào để không ảnh hưởng nhiều đến tài khoản và khung thời gian bán chạy của một số ngách đó là gì? Ví dụ như là cách tool home and improvement thì có bán được cho tài khoản mới hay không? Và trong cái thời gian mà đang lễ như thế này, là quý tư như thế này, thì có nên bán tools home and improvement không? Những cái mặt hàng mà dễ bán với tài khoản mới đó, mình thấy là những cái mặt hàng mà trong home and kitchen, đồ trang trí trong nhà, đồ nhà bếp, rồi những cái mặt hàng mà về bên outdoor cũng dễ bán, và những cái mặt hàng bên office cũng dễ bán. Nhưng mà cái hàng outdoor là cái mùa này lại khó bán, là tại vì cái nó chỉ bán mùa hè thôi, trong cái khoảng mà tháng mùa xuân với mùa hè đó, thì những cái mặt hàng đó dễ bán, nó bán chạy hơn. Nhưng mà không có nghĩa là những cái mặt hàng đó không có bán được trong mùa này, nhưng mà chỉ có cái là cái lượng sale của nó giảm lại. Tại vì ở ở ở Mỹ á, thì cũng những cái mùa, những cái bang mà nó lạnh mà có tuyết á, thì chắc chắn là không bán được rồi, khó bán rồi. Nhưng mà cũng có nhiều cái tiểu bang là nó cũng mát mẻ, nóng quanh năm, ví dụ như là Arizona hay là California, thì người ta vẫn mua những cái hàng outdoor chứ không phải là không. Thì những cái hàng như vậy á, thì như mình nói đó là home and kitchen, outdoor, tools, home improvement cũng dễ bán, và office supply, nó những cái hàng đó là sẽ bán được đối với những cái tài khoản mới. Dạ
Dạ rồi, không biết là câu trả lời của anh Hiếu có giải đáp được thắc mắc cho anh Linh hay không? Nếu mà có thì anh ok, hay là sau đó để mọi người biết giải đáp thêm. Dạ rồi, anh Linh ok ạ. Mình cũng có thêm một câu hỏi nữa là Hiếu Đình làm theo cái hình thức là online arbitrage, có nghĩa là mình sẽ order trên online đúng không? Thì cái hàng đó cho về nhà mình nhanh lắm là từ từ 2 cho đến 5 ngày đúng không? Rồi sau đó mình sẽ đóng gói pack rồi mình send tới Amazon, thì Hiếu Đình có chia sẻ cái kinh nghiệm của mình làm sao để mình quản lý, hay là mình tiết kiệm được cái thời gian để mình nhanh nhất tiết kiệm thời gian của mình nhanh để mình nhanh chóng mình gửi lên kho Amazon không, nhất là những cái mùa mùa 4 này rất là bận rộn, hay là đó, thì Hiếu Đình có thể chia sẻ thêm cái kinh nghiệm được không? Để mà đóng gói mà nhanh nhất là Amazon, cái việc mà nhận hàng mà từ 2 cho tới 5 ngày nó cũng là tùy cái retailer nha, tại Đúng rồi. vì có nhiều, đúng rồi, có nhiều chỗ thì người ta gửi tới, ví dụ như mình mua Walmart thì người ta gửi 1-2 ngày cũng tới rồi, nhưng mà có nhiều Cái cũng người cái tầm retailer mình thấy mất, không biết Hiếu Nguyễn có gặp không chứ mình gặp nhiều cái mình gửi cả tháng chưa tới. thì đúng là vậy, thì ý là mình đã cho là nhanh nhất À, đó, mình cho cái thời gian là nhanh à nhất đúng là rồi. 2 đến 5 ngày, nhưng trong cái mùa này đó thì Hiếu Đình chia sẻ kinh dụng như bây giờ, có nghĩa là cái quý 4 này á, nếu mà theo kinh nghiệm của Hiếu Đình là Hiếu Đình là vẫn tiếp tục gửi lên kho đúng không? Đúng rồi, vẫn thì vẫn tiếp tục gửi lên. Cái kinh nghiệm là ví dụ như mình mua hàng xong rồi mình đóng gói mình bác lên Amazon, thì làm sao mình tiết kiệm thời gian nhiều nhất để có thể để lên cái kho nhanh chóng với Amazon. Em nghĩ là cái quy trình làm việc của mình đó, thì giống như trong cái một cái bài chia sẻ trước đó, thì nó chỉ cần một vài cái khâu thôi, ví dụ như là mình nhận hàng xong, cái cách mình nhập dữ liệu vô trong cái tài khoản trong cái kho của mình sao, cách mình in label sao, rồi khi mà in label ra là cái cách mà mình đóng gói hàng sao, nó thành một cái dây chuyền vậy đó, thì mình nó có nhiều cái khâu trong cái dây chuyền đó, thì mỗi cái khâu trong cái dây chuyền đó mình tối ưu hóa của nó, thì nó có những cái cách để mà tối ưu hóa dùng phần mềm hoặc là mình dùng những cái công cụ để mình cải tiến công việc đóng Tiết kiệm gói thời rồi gian đúng không? đó, thì nó tiết kiệm được cái thời gian của mình ở trong những cái phần đó hơn. Thì giống như là mình cũng cố gắng để mà mình với cái không gian làm việc của mình đó, nó rộng rãi, nó thoải mái, rồi giống như hồi nãy mình cũng chia sẻ nữa là cái phần mà supply á, để mà mình lấy á đó, những cái này nè, ví dụ như mình phải có đầy đủ, chứ nhiều khi mình có cái hàng đó mình cần đóng bằng bubble wrap tại vì nó dễ vỡ dễ bể đi, mà tự nhiên tới lúc đó mình không có cái mình phải mất công mình chạy ra mình đi mua nữa, thì nó cũng nó gián đoạn cái công việc của mình. Thì mình nghĩ là chuẩn bị hết những cái phần đó, là cái chỗ làm việc mình nó gọn gàng, là mình tối ưu hóa cái từng cái phần ở trong cái khâu mà đóng gói nhận hàng của mình đó, nghĩ là mình sẽ cải thiện được cái phần đưa hàng lên. Còn cái yếu tố mà nhận hàng mà 2 đến 5 ngày với lại từ cái người mà từ cái nhà mà bán đó, thì nó có một cái này nữa là nhiều khi á, mình mua cái mình bán theo cái hình thức là online arbitrage đó, mình lúc nào mình cũng muốn mua để mà được free shipping hết, đúng không? Mình mua cái số lượng xong rồi để được ship tới nhà mình miễn phí, nhưng mà nhiều khi một số cái mặt hàng mà nó hot á, mình chọn cái phương án là free shipping, nó mất từ 7 cho tới 10 ngày, nhưng mà nhiều khi mình trả thêm, ví dụ như là chỉ có 5 đô thôi, nhưng mà mình ship được 30 cái unit đó tới nhà mình trong vòng 2 ngày, thì cái tiền mà mình mất đi 5 đô đó nó tiết kiệm được cho mình 8 ngày á, mình nhận cái hàng nó về sớm hơn, mình đưa lên Amazon sớm hơn, mình bán được cái giá cao hơn, ít cạnh tranh hơn, thì nó cũng là cái 5 đô nó cũng đáng tiền cho cái việc mà trả thêm để cho người ta free ship cho mình. Thì cái đó là một số cái kinh nghiệm của mình trong những cái lần mà bán trong cái mùa này. Nói đơn giản thôi chứ cái đó cái độ khó thấy cũng cao đó. Không, mình một số cái retail là mình mua mình thấy mình nhận hàng lâu là mình cũng để ý mình biết rồi, mình cũng biết được cái tốc độ người ta gửi á, mình cũng quen được rồi, tại vì một số hàng mình bán xong rồi mình mua đi bán lại nhiều lần á, mình mua cái hàng ở đó người ta lâu ship là mình cũng biết chứ. Dạ rồi, ở trên chat có một câu hỏi là làm sao để biết Amazon mở thêm ngách mới cho mình?
Thêm ngách mới cho mình, mở thêm cái category cho mình đó, thì bạn bạn chọn một số cái async ở trong cái category mà các bạn muốn muốn kiểm tra, thì nếu mà cần các bạn có thể comment ở phần dưới đi, mình gửi cho bạn một cái số cái danh sách async cho từng cái category, và có thể copy cái async đó vô cái phần mà check product đó, add product của Amazon đó, bạn bạn điền cái async đó vào, thì nó sẽ xong rồi chọn cái condition của cái async đó là new, thì mình sẽ check được coi là Amazon có cho mình bán cái đó không. Nó có cái nút là apply to sell á, khi mà bạn bấm vào cái nút apply to sell á mà Amazon nó yêu cầu giấy tờ á, là có nghĩa là Amazon nó chưa mở. Nhưng mà nếu mà bạn bấm vào cái nút apply to sell á, tự nhiên cái một ngày đẹp trời bạn bấm vào cái nút đó, nó không có hiện ra cái chỗ mà yêu cầu giấy tờ, mà nó ghi là your selling application has been approved, thì có nghĩa là Amazon nó tự động nó engage cái category đó, hoặc là cái brand đó, hoặc là cái async đó cho bạn. Đó, thì bạn cách để mà biết được là chỉ có cách là mình phải đi vô mình copy cái async, hoặc là để mà mình check từng cái trong cái từng cái category mình mới biết thôi, chứ Amazon họ sẽ không có thông báo cho mình là hôm nay là bạn đã được mở ra bán trong cái cách này, nó không có chuyện đó, mình phải tự mình kiểm tra. Còn có một câu hỏi của bạn Châu đó là giấy tờ để có thể approve, có thể mình hiểu là giấy tờ để xin Amazon approve một số cái async cho mình được không? Thì có nhiều cái async mà bạn vô bạn bán, nhưng mà async đó thì chưa có được, bạn chưa có được mở ra cái thương hiệu đó hoặc là cái ngách đó, thì bạn phải cần xin phép Amazon để mà Amazon cho bạn bán. Thì Amazon thường họ yêu cầu á là cái invoice, là cái hóa đơn á, từ cái nguồn là supplier, là wholesaler hoặc là distributor, hoặc là từ cái người brand owner đó, từ ba cái nguồn đó, cái lá thư từ cái người brand owner, hoặc là cái invoice từ wholesaler hoặc là distributor, là những cái nhà phân phối cho cái thương hiệu đó, thì bạn có được những cái đó, cái invoice hoặc là cái lá thư của được trong ủy quyền cho bạn bán hàng á, thì bạn cung cấp những cái chứng từ đó cho Amazon bằng cái cách là mình scan lên, xong rồi mình upload nó lên trên cái trang mà yêu cầu giấy tờ đó. Rồi bạn chụp hình cái sản phẩm của bạn nữa. Mình nhớ là Amazon họ yêu cầu là chụp hình 6 mặt đó. Chụp xong, gửi lên, gửi giấy tờ lên. Thì mất khoảng một vài ngày là Amazon xác nhận được cái giấy tờ của bạn là nó hợp lệ. Và thì Amazon sẽ báo cho bạn biết là bạn được phép bán trong cái ngách đó hoặc là cái brand đó. Em nghĩ anh Hiếu Đình cũng có anh Hiếu Nguyễn chứ cũng có kinh nghiệm phần này, thì không biết là anh Hiếu Nguyễn có muốn nói thêm gì không ạ? Thì Hiếu Đình chia sẻ là đúng rồi, là như vậy. Thì đối với những tài khoản mới các bạn bị limit mịch rất là nhiều đó, thì các bạn nếu mà muốn dùng như muốn bán nếu mà muốn bán được một cái brand nào đó, thì trước hết mình phải xin phép cái brand đó, nếu mà được cái giấy ủy quyền để mình đại diện mình bán, thì nó sẽ dễ dàng để engage cái brand đó. Còn nếu không thì mình sẽ cung cấp invoice cho Amazon, nếu Amazon yêu cầu thì lại cái invoice đó, thì nó hình như nó giờ nó yêu cầu là mình phải order ít nhất là 10 cái unit trong vòng bao nhiêu 180 ngày á, là từ một cái wholesaler hay là một cái nào đó, thì nó khi mà nó kiểm tra mà nó thấy hợp lệ thì nó tự động cho mình phép mình bán thôi. Thì cái đó mình phải dựa theo cái yêu cầu của Amazon rồi mình cung cấp cho họ thôi, chứ cũng không biết sao được, tùy mỗi cái account khác nhau. Mà muốn order từ wholesaler hoặc là distributor thì phần lớn là bạn thường phải là có công ty nè, bạn phải có cái giấy tờ giống như là reseller permit đó, cá nhân mà không order được thì bạn đăng ký với lại cái người wholesaler đó, với lại distributor đó, người ta mở cái tài khoản cho bạn. Rồi khi mà bạn mua thông qua cái tài khoản đó, những cái website đó nó có cái tài khoản riêng, chứ nó không phải là những cái giống như là những mình mua từ retailer, nó có là cái web thương mại điện tử ai vô cũng mua được. Thì cái wholesaler với lại distributor nó có một cái hệ thống riêng để mình nó bán cho mình. Mình phải cung cấp những cái giấy tờ đó để mở tài khoản, và họ chấp nhận mình mở tài khoản. Thì các bạn mua từ những cái nguồn như vậy á, Amazon sẽ chấp nhận những cái invoice đó hơn, dễ hơn, mà nó cũng dễ để engage hơn. Chính xác.
Alo, anh Hiếu Nguyễn nghe rõ không ạ? Nghe rõ em cứ nói. Dạ, em là Huyền á. Thì sắp tới công ty của em đang có dự định sẽ mở một cái website thương mại điện, website bán hàng về ngành nail. Thì cái invoice hồi nãy anh nói á, thì không biết là em chưa hình dung được nó là như thế nào là hợp lệ để những các seller có thể dùng nó bán trên Amazon anh. Tức là cái bên em là công ty tại Việt Nam thì bên em sẽ dùng một cái đơn vị, tức là đó là một cá nhân thôi chứ chưa phải là công ty, nhưng cá nhân đó là sẽ là người quản lý cái bán hàng trên cái trang thương mại, trên cái trang web tại Mỹ, thì người đó sẽ là người thực hiện cái vấn đề giao nhận hàng hóa cũng giống như là thực hiện các đơn hàng. Nhưng em không biết là tại ví dụ như bên em đang ở Việt Nam thì xuất cái hóa đơn giống như bên em là đang có cái invoice thì có thông tin khách hàng, có đơn hàng của họ và có thông tin công ty, thì có được hợp lệ trên cái invoice mà anh nhắc hồi nãy không ạ? Các cái câu hỏi của em á là nó à để anh trả lời câu này, giống như là cái anh muốn hỏi là cái những cái sản phẩm nail của công ty em á là dưới cái brand của công ty em hay là bán lại của một cái brand nào đó. Là brand của công ty em. Thì cái đó nó thuộc là dạng là private label rồi, thì cái đó thì em nếu nếu đó cái sản phẩm đó của công ty em dưới cái thương hiệu của private label thì mình chỉ có đăng ký hình như là đăng ký trademark đúng không, rồi hoặc là mình đăng ký Amazon trực tiếp luôn, thì em khi mà Amazon đã chấp nhận cái brand đó dưới công ty của em thì em bán thoải mái không cần invoice em viết gì hết. Trừ khi mình bán lại mới cần invoice thôi. Dạ, cái đó thì em hiểu, nhưng mà cái mà em đang nói là tức là ví dụ như nhiều người khác muốn mua hàng công ty, không phải là mua ở trên Amazon mà mua trên cái website của công ty em á, là mua trên website công ty thì em sẽ xuất cho họ cái gì được gọi là invoice để họ dùng cho bán trên Amazon á anh? Đó thì là cái invoice chẳng qua là một cái hóa đơn để em chứng nhận là mua thôi. Thí dụ như anh đi, anh muốn bán lại cái muốn bán lại cái brand của em thì dù anh phải mua từ em, ví dụ chẳng hạn 10 unit đi, thì em sẽ làm một cái invoice báo là đã bán cho công ty của anh Hiếu là 10 unit, giá bao nhiêu tiền, rồi có logo công ty, thương hiệu, tên công ty, số điện thoại, email chẳng hạn. Thì anh mà bán cho Amazon đi, Amazon nó đòi approve cái để bán cái brand của bên công ty em, thì anh phải cung cấp cái invoice từ chính công ty em cung cấp cho anh đưa lên cho Amazon thấy đúng cái nguồn đó từ công ty em, thì Amazon nó sẽ engage cho anh bán cái brand của công ty em thôi. Đó, đơn giản là vậy. Hoặc là một cái giấy ủy quyền từ công ty em cho anh phép đại diện làm đại lý hoặc là nhà phân phối gì đó chẳng hạn, thì cái hợp đồng đó hay là một cái gì đó thì anh chỉ đưa Amazon để anh bán thôi. Dạ rồi, dạ em hiểu cái điểm này. Dạ, vậy thì cái điều này là lúc này là em, cái cần của em là em có cần phải đăng ký trademark tại Mỹ luôn thời điểm hiện tại chưa anh? Nếu em bán dưới thương hiệu riêng của mình thì em nên phải nên mà bắt buộc phải mình đăng nên đăng ký trademark, nếu mình có điều kiện thì nó sẽ có ưu thế và có nhiều cái thuận lợi để mình bán dưới cái brand mình hơn, mình bảo vệ cái brand mình hơn. Hả? Còn còn nếu mà trường hợp em chưa đăng ký, tại vì em có tìm hiểu về vấn đề đăng ký trademark rồi, nó cần phải có thời gian là 6 tháng đến 1 năm để nó gọi là nó khảo sát thị trường xem là coi có thương hiệu này đã được có người sử dụng chưa anh. Thì trong thời gian đó thì em vẫn thực hiện cái việc mua bán bình thường đúng không? Chỉ điều là chưa có bảo vệ được cái hình ảnh và cái sản phẩm thương hiệu của mình thôi phải không anh? Đúng rồi, thì mình trong điều kiện nó gọi là trademark pending á, là mình đang chờ đợi thì mình cứ tiếp tục mình bán thôi, thì khi nào mà nó approve thì mình chỉ upload lên thôi. Dạ rồi. Thì hy vọng là trong quá trình mà em bán thử nó không có người nào cái brand của em đăng ký trademark thôi, thì hy vọng là vậy. Nhưng mà cái cơ hội đó nó cũng có, nhưng mà tất nhiên là cũng không nghĩ là nó sẽ xảy ra, nó cũng có thôi, cũng sẽ hay sẽ cái có những cái trường hợp tranh chấp như vậy. Nhưng mà nếu mà em tạo một cái brand mà nó ít đụng á, hay là nó riêng biệt của công ty em thì cơ hội mà nó đụng thì rất là hiếm, đúng không? Cảm ơn anh. Em hiểu rồi đó. Dạ. Ok, nhường cho Hiếu Đình. Ok, rồi cảm ơn mọi người. Thì nếu mà mọi người không có thắc mắc nào khác đó, thì mình có thể mình cũng khoảng 1 tiếng hả, mình có thể ngừng cái buổi Zoom hôm nay. Nhưng mà nếu mà các bạn có thắc mắc gì về bất kỳ cái câu hỏi nào thì các bạn có thể comment hoặc là
đó, thì không không vào cái channel của nhóm á, thì có nhiều cái cách để mà các bạn có thể đặt câu hỏi. Nếu mà mọi người, nếu mà mình không biết trả lời, tất nhiên là rất là nhiều cái mình không biết trả lời, tại vì nó rộng lắm và mình cũng có nhiều cái mình không biết, thì cũng có nhiều người khác trong nhóm mình cũng có kiến thức, là cũng có kinh nghiệm, thì mọi người sẽ chia sẻ và hỗ trợ cho các bạn. Rồi, cảm ơn mọi người. Ok, anh nhường lại cho em nha. Dạ rồi, cảm ơn mọi người hôm nay đã tham gia rất là đông. Thì không biết là sau buổi hôm nay có ai có câu hỏi gì không, thì cũng như anh Hiếu nói á, mọi người có thể post trên group của nhóm. Nếu mà post như vậy á, thì là tất cả thành viên trong nhóm đều thấy, thì không chỉ là các admin mà ai thấy họ họ biết trả lời, họ cùng hoàn cảnh rồi, hoặc họ có kinh nghiệm rồi, thì họ cũng sẽ trả lời được cho mình. Còn nếu mà anh chị nào ngại hỏi thì cũng có thể là inbox admin, inbox anh Hiếu để anh Hiếu Đình các câu hỏi về FBA, anh Hiếu Nguyễn các câu hỏi về FBM, cũng như anh Bendy, Bendy các câu hỏi về private label. Rồi ngoài ra là mọi người cũng có thể xem lại các video trên YouTube cũng có, mà trên Facebook nhóm cũng có. Thì hy vọng là với những cái kênh như vậy thì cũng có thể giúp đỡ được mọi người phần nào để bán hàng bớt bỡ ngỡ. Thứ nhất, và thứ hai là sẽ bội thu ở trong quý tư này. Rồi, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người buổi tối ngủ ngon, và ở buổi sáng thì ở Việt Nam thì chào buổi sáng ạ. Ok, cảm ơn mọi rồi, người. Bye mọi người.